Quay sang quyết tin của Việt Nam thì vụ bắt Nguyễn Phương Hằng thì luật sư cảnh cáo về điều luật thòng lọc mà toàn dân giữa lúc dư luận Việt Nam dậy sóng và không ít người hả hê vì sự kiện nữ doanh nhân Nguyễn Phương Hằng bị bắt tạm giam vào ngày 24 tháng 3 với cáo buộc theo điều 331. Một luật sư nói với đài VOA rằng đây là điều luật vi hiến và cảnh giác rằng điều luật biến tất cả người dân Việt Nam trở thành tù nhân dự khuyết nếu họ dám đưa ra những quan điểm trái nhãn quan của chính quyền. Điều 331 của Bộ Luật Hình sự Việt Nam đã vô hình chung biến tất cả công dân Việt Nam đều có khả năng trở thành một tù nhân dự khuyết của chế độ. Chỉ cần họ có bất cứ hành vi, biểu hiện nào đó không phù hợp với nhãn quan quan điểm chính thống của chính quyền thì Điều 331 sẽ được sử dụng để chấn áp. Luật sư Vũ Đức Khanh từ Gia Nã Đại đã nhận định như trên. Nữ tổng giám đốc 51 tuổi của công ty cổ phần Đại Nam đã bị công an thành phố Sài Gòn tống đạt quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can và bắt tạm giam vào ngày 24 tháng 3 về hành vi lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân. Theo quyết định của Điều 331, thì Bộ Luật Hình sự vụ bắt giữ bà Nguyễn Phương Hằng đã khuấy động mạng xã hội và cả khu vực xung quanh dinh thự của bà khi một lực lượng hùng hậu gồm các nhà báo, những người làm Youtube và người dân hiếu kỳ tập trung để đưa tin nóng về vụ bắt nữ CEO nổi tiếng đình đám trên mạng xã hội. Trong trường hợp này, theo luật sư Khanh, bà Hằng sẽ phải đối diện với một vụ kiện về dân sự, chứ không phải là hình sự. Nếu như có người thưa kiện bà về việc bị bà bêu xấu, nhục mạ hay đưa thông tin không đúng về họ.